trước diễn. Này chơi sao? Chưa chơi bao giờ đâu. Ơ, nhà kia chơi rồi à? Chưa. Thế nhà bị điên rồi. Thế nhà điên rồi. Mày nhạc điên đi về để chơi. Thế thì vote cho nhạc trưởng làng luôn này. Thôi mới chơi cho làm trưởng làng đi. Nhạc trưởng làng. Kìa. Tập chơi phải làm trưởng làng em ơi. Trưởng làng biết nhiều thứ lắm. Coi màu đỏ rồi. Ô. Mày giết tao đấy. Ô, thầy đéo chơi nhỉ? Trời. Ơ, chung kết của đôi kỳ thủ xong rồi em ơi. Cảm ơn Thành nhá. Trời ơi. Ôi giời ơi. Người giết tôi nằm bên tay cái qua nhà nhá. Ok. Không biết nhìn là rồi. À, thế thì bị điên rồi. Trời ơi. Thế thì em lại ghét rồi là gì hôm qua cảnh sát qua nhà em, chặn em. Ủa? Mọi người ơi, em là lúc out điên. Nếu mà anh Bảy chết thật thì em là lúc out điên, nhưng mà hôm điên qua anh hôm qua em chặn cửa anh Khôi nhưng mà anh Khôi không đi đâu cả, chứng tỏ em bị điên rồi. Nhưng đêm mà hôm qua không thể ở nhà được. Hôm qua qua nhà anh Huy thấy mỗi pupu qua thôi. Chả lẽ em lại điên vô lý được như thế? Không, hôm qua nó nhà, hôm qua nó nhà. Không, lúc out thật thế rồi mà. Ê, hôm qua nó nhà, hôm qua nó nhà. Nó có tỷ lệ random thế không nhở? Em lúc out điên này, hôm qua em sang nhà thằng Nhạc này. Vì em cố dí cho nó làm trưởng làng xem quay sang giết đâu. Hôm qua sang cái bốn bầu vãi chưa. Em là medic nè. Em là Huy Huế sang. Bài biểu. Em là doctor, em là doctor. Thế cả Huy Huế sang. Mày là doctor, hôm qua mày đi cứu ai? Em không cứu ai ấy, mà ở nhà em quên ấn. Ô kìa. Ô kìa. Đấy. Em vô lý. Vô nói anh ơi. Vô lý cái nào? Quá nghi vấn. Của em là hôm qua đi đâu không ấy? Hôm qua qua nhà anh Khôi để chặn anh Khôi nhưng mà có vẻ là không chặn được. Anh Khôi không ra khỏi nhà. Qua là ngu bố rồi anh à. Thế tôi điên mẹ rồi. Tại em vừa đi lấy nước sao tôi chặn được ông ấy? Qua Ly đi đâu qua Ly ơi? Thế thì tôi bị điên, ông cũng bị điên rồi. Thì có hai thằng điên này. Ly ơi. Chết một điên rồi, còn một điên nữa. Ly ơi. Alo. Qua mày đi đâu không đây? À, hôm qua em có đi ăn qua nhà xin đất. Thế có ai qua nhà mày không? Có, hình như có. Em thấy có một bóng đen qua nhà em, xong đó đi ra. Đấy là hình như là bác sĩ ấy. Chắc là bác sĩ. Bóng đen này lấy khí rồi. Ông bác sĩ là thằng Pupu mà. À thế em Pupu nó điêu rồi. Pupu nó bảo Pupu ở nhà mà. Nhưng mà em Pupu nó bảo ở nhà. Mà sau khi hôm qua em lúc vào điên em soi anh Huy thấy mỗi Pupu qua. Nhưng mà lúc đó vô lý. Ê mọi người ơi, hình thường tôi thường năng suất như vậy á. Mà chỉ có anh Khôi mới là sát thủ thôi. Anh Khôi đường sát thủ, anh Khôi năng suất lắm. Gì mày, tao nói thế mày đẩy thật. Gì đó ai vote vậy? Mày vote tao đi. Trời ơi, tùng nha. Vote luôn. Toàn cái thông tin ở đâu đâu. Ê thằng, thằng Pupu có thể là bác sĩ điên. Thì tao là thì tao không biết. Tại vì tao ở nhà mà. Tại vì chị Ali có người sang nhà thì là bác sĩ thật mà, đúng không? Đúng rồi. Không chết đi. Trả mạng lại cho tôi. Chết oan của mày ơi. Nhạc ơi. Anh ơi. Ô kìa.
Hôm qua ai qua nhà em á, ai chui vô nhà em đó. Thì anh Khôi fake điên rồi em. Hôm qua Ali chặn ai vậy? Tao lại fake điên, anh điên thật mà. Hồi nãy là hồi tối hôm qua là ừ, người điên thế. Anh Khôi rồi. Tao lại chặn ai vậy? Ok chưa? Gì vậy? Người ta điên, người ta bảo người ta điên. Ừ, anh điên. Hai điên chết rồi. Tất hai điên rồi. Còn ai điên rồi? Anh bị điên thật. Ali chặn ai để đây cùng rắc thế nào? Nghe tao vút mày. Ừ, thế tao vút. Ủa, Ali là cảnh sát à? Có không tin gì đâu mọi người à. Nhưng mà bây giờ em nói nè, em là cảnh sát. Đêm qua em nghe nhạc, nên em chặn nhạc. Cái nhạc chết rồi. Trời ơi. Bây giờ nha Ali nha, nếu em là cảnh sát, em là cảnh sát thật rồi. Anh bảo Ali, em là cảnh sát thật rồi. Hôm đầu em chặn thằng Snake đúng không? Ờ đúng rồi, hôm đầu em chặn Snake nhưng mà vẫn có hai người chết. Hôm sau em chặn nhạc thì nhạc bị chết rồi. Em là cảnh sát thật, anh là bác sĩ thật. Đêm qua thằng Pupu bị giết, anh cứu thằng Pupu. Như thế là bốn đứa mình like it. Được chưa? Con Khôi lên ơi. Bây giờ chỉ còn bốn đứa còn lại thôi, giết dần đi. Em thằng ép luôn. Em nếu không thì tối nay ông tối nay Ali chặn cửa anh, tối nay Ali chặn cửa anh ra được. Không. Giết chị Ali đó. Trời ơi, nó bị chặn cửa thì sao giết được? Giết trước. Giờ phải vote một người sau đó. Đúng rồi, phải vote một người. Bây giờ giết anh cũng là điên mà. Vote anh Khôi đi xong mọi người chặn cửa em là được. Đúng rồi, vote Mai hoặc đép trước đi, đừng giết em. Trời ơi. Mày là gì? Vote nhanh chứ. Mày là gì? Em đã bảo em là lúc ao bị điên từ đầu em nhận rồi còn gì. Ngày đầu tiên em sang nhà nhạc em thấy bốn màu mà. Thêm cả. Trời ơi, chết bộ oan một người rồi. Đó là có khiển đép á mọi người ạ. Không, tại vì thằng đép nhá, lúc đầu nhá, em để ý nhá. Là lúc ao chết xong rồi nó nhận là lúc ao điên luôn. Đúng rồi, đúng bài rồi, này đúng quen rồi. Lắm rồi. Ủa? Bài này cũ lắm rồi. Người 6 phút nhưng mà em bảo là đây nhá, em còn ra dự kiện là em qua nhà anh Huy có thấy mỗi sở put qua nhá. Thì lúc ao điên nói gì chả được. Mọi người xem đấy, thằng bông mai là gì em, nó không nói gì thế này. Tối qua tao bị giết nha. Chả gì nói với kẻ sát nhân cả. À kẻ đặt bom cả. Không nhưng mà khéo khi anh Khôi là sát thủ luôn đấy. Em thề anh Khôi luôn. Chết oan một người rồi, nói thế thôi. Oan sao được. Ủa, nhưng mà từ từ đã. Thằng Khôi nó đang là đéo thuộc phe thằng Nhím, đéo thuộc phe Bông Mai, đéo thuộc phe thằng Đép đấy. Thì chứng tỏ là thằng Khôi nó là dân, nó một mình phe nó là dân rồi. Trời em bảo. Đúng. Tới kìa. Mày tao biết ngay mà, chắc chắn là thằng này mà. Em bị bôi. Em lấy gít nhá. Em dí mà. Ali tối block thằng nha, em lấy gít nha. Bạn em đi. Thế thì là bu bu rồi anh ơi. Tao vừa chết tối qua mà mày đi nè. Mày lại ư, lại ơ. Tiền gì không sống rồi. Bắt sống. Ai cứ vô nhà em hoài. Đấy. Chết mẹ rồi. Ôi ơi. Hôm qua em bị chặn nhá. Thế thì chỉ còn thằng Nhím với thằng Bông Mai thôi. Ừ, em không muốn thằng Bông Mai là quy. Thế thì thằng Nhím thôi, thế vô thằng Nhím là hợp lý này. Này, em cũng vô anh Khôi đầu tiên nhá. Em cũng dí anh Khôi mà, trời ơi. Anh đổ cùng ai bom bơm thì sao? Anh đổ là bom nhở? Tao là bác sĩ thì vẽ bom đẻo gì. Anh đồ hồi nãy cứu tao mà. Tao lại vừa cứu thằng Pupu phát nữa đây này. Em nghĩ là bốt thằng đẹp chứ anh đồ ạ. Ủa? Chỉ có một người chết thôi anh ơi. Từ từ đã Pupu, tại sao mày bị chết được? Tao bị giết hai lần nha, tao bị giết hai lần rồi nha. Ủa tại sao? Tại vì chỉ có hai thằng giết người thôi, thằng Khôi là một thằng giết người rồi mà. Cứu được Pupu lần nữa. Tại sao mày lại bị chết một lần nữa được? Anh cho anh cứu em. Thế mày có bị, hôm qua mày có bị giết không? Hôm qua em có bị hôm qua em bị một bóng đen qua. Nghe nó cứ thế nào ấy. Một trong hai nghề nói dối. Một trong hai nghề nói dối rồi. Là sao tao bị giết mà? Anh độ phách nhở? Anh độ không khớp với thằng Pupu này thì một trong hai người còn gì nữa? Thế thì từ từ nha, Pupu ơi. Anh bảo mày là bác sĩ à? Em là bác sĩ điên. Thế thì anh đào điên đâu? Anh à không phải anh ơi, anh ơi chị... em cũng là bác sĩ điên này, làm gì cũng hai bác sĩ điên được. Thế nãy mày cứu ai? Ủa mày em qua nhà anh ơi, từ từ. Thế thì từ từ đã, đi mẹ sai ở đâu nhở? Em bảo này, cũng có thể anh Ben là em... bom nhá, mọi người để ý bom nhá. Anh là lúc ban đầu là bây giờ em chỉ tin hơi tin thằng Nhím này là hai thằng điên. Đấy tôi ngồi tôi tin không mà. Thấy đi hai thằng bom làm sao bom làm được với nhau? Khác phe nhau nhá. Không khác. Anh lại dí đều rồi. Không nhưng mà cầu kết với nhau để kiểu cắt đôi tình bạn của em à.
vãi cả bìu. Em chỉ bảo là anh Ben có thể là bom tại vì bao đầu là chỉ là giết người thôi, nhưng mà anh Ben anh ơi, phải vô phải vô những thằng đẹp đi. Vội độ đi. Nó lằng nhím trong bóng. Sao lại vô tao? Trời ơi. Thì là anh Ben vô ai? Bây giờ vô ai? Đấy, bây giờ bọn nó dí em hết đây này. Bây giờ vote thằng Ben là bom là chắc rồi. Trời ơi. Okay, em tên Ấn Độ nha, em tên Ấn Độ nha. Em tên Ấn Độ. Xin anh lên đầu à, anh có cứu tao. Anh thấy bọn nó cứu mày. Sao mày dám đuổi tao? Trời ơi, còn ai? Nhưng mà còn ai cứu thằng Pupu nữa đâu, có mỗi tao à. Nó phát mà anh. Trời ơi. Phát mà chẳng tin nó vậy. Nhớ anh bị điên xong thằng Pupu nó lừa anh sao? Trời ơi là như nào? Thôi chết con mẹ là rồi, sao? Sai rồi. Thế... Ủa? Bom nổ tung nhà hết rồi. Bum. Em là bác sĩ điên thiệt nha, hôm qua em nhà qua nhà Ấn Độ là không có hiện dấu cộng. Qua nhà Ấn Độ không có hiện dấu cộng. Ôi giời ơi. Nhà chỉ còn bóng máy dàn đẹp lên ơi. Bu anh ơi. Bu bu cái dồn gì nữa, tao được cứu mà. Mày chắc chắn luôn, chắc chắn là đẹp luôn. Ủa nhưng mà bê tao đang thắc mắc cái nhà nha, từ từ nha, để tao bảo chúng mày nhá. Tao là bác sĩ đúng không? Vâng. Hai lần tao qua cứu thằng Pupu nó đều có dấu X đỏ là nó đéo chết. Bình thường cứu nha là nó sẽ lên dấu cộng màu xanh, xong rồi nó phải dấu V cơ thì tao mới cứu được. Vâng. Trong khi hai lần tao sang cứu mà thằng Pupu đều bảo là nó bị giết, xong nó được cứu là thế đéo nào? Thế tao đéo phải là bác thế sĩ không? À? Tại vì em thấy cái bóng không. Em thấy cái bóng đen chui vô nhà em tưởng bị giết, xong cái em ớ một cái. Nhưng mà hôm qua ai qua nhà em thì người đấy là bác sĩ xin. Hôm qua không chui ra khỏi nhà và anh Ben chết. Này để em nói này. Ủa thế mày có bị giết đâu Pupu, chỉ có người qua nhà mày thôi chứ đúng không? Cái lúc mày, mà em ôi, anh bảo nhá, mày bị giết nha. Tại vì lúc đầu mày bị giết nha thì phải có một thằng cầm dao và xoẹt phát cơ thì đấy mới là mày bị giết. Chứ bình thường là chỉ có một thằng bóng đen sang nhà mày xong đi về thôi đúng không? Thế thì là em tới em bị giết, em biết là lần thôi, em đâu biết đâu. Ui địt con mẹ mày mày. Ui trời ơi đủ ma mày. Ủa vậy? Ủa thầy sao? Là em có là bị, là tao em có bị là bác sĩ thật, tao sang nhà mày cứu thật mà, nhưng mày đéo bị giết. Hiểu chưa? Mà anh độ như này, anh độ như này, thằng Pupu chắc chắn là bom hoặc là người giết người rồi bởi vì không phải. Em là thằng tao điên này. Tao là bác sĩ điên. Em là nãy tao qua nhà Ấn Độ không thôi. Không phải hiện dấu cộng mà tao kể rồi mà. Đủ điên rồi, em nghĩ bông mai anh Độ. Không, thế thì em nghĩ bông mai anh Độ. Bông mai rồi. Bông mai là sát cuối. Pupu với đép, anh Độ không tin em. Muốn làm Pupu trước. Còn một tao em với Pupu không thể cùng phép được. Em không thể thí thằng anh thí anh Khôi được. Em không thí anh Khôi được. Thế thì mày là bom. Ủa? Có một bom mà đúng không? Có một bom mà. Hai bom lận, có hai bom lận đó nha. Bây giờ anh mà tin bom thì dân thua, còn tin dân thì bom thua. Em chắc chắn là em chắc chắn là điên, chắc chắn luôn. Không, em chắc chắn em điên. Em tin Ấn Độ, Ấn Độ vote ai? Ấn Độ sát thủ với bom nó cùng một phe luôn rồi. Không, em không phải bom, em là lúc bao điên từ ngày một. Em còn điên Khôi từ đầu và từ điên thì Khôi làm gì? Thì thế anh mới không phải điên cuối đấy, em là điên cuối. Vote. Này chịu rồi, thế này thì dân cũng đéo thắng được. Bom nhưng chết này. Ơ kìa. Trời ơi. Mẹ mà thế thì thôi thua ơi. Mẹ rồi còn đéo gì nữa. Địt mẹ cái thằng Pupu này, mày có bị giết đéo đâu, làm tao loạn hết thông tin lên. Trời ơi. Xin mày đấy Pupu. Bu này. Nó chơi đúng mày. Ừ. Mẹ à, mày nó là thằng giết người em ạ. Trời ơi, anh cuối, anh cuối luôn anh
đâu ạ. Ừ, nó khôn là tao nghĩ chúng mày ạ. Thì tính ra là nó phách sai hết luôn ấy, nó không phách đúng một cái chi tiết nào luôn ấy. Bởi anh đổ. Anh qua, anh qua nhà nó bu rồi. Cả thằng đâu anh nói là nó không khớp lắm ấy, là một thằng. Đúng rồi. Đi mẹ à nó. Nó đi điên mà sao nó trả lời giọng anh được. Ai tổng chí ta lên tin. Xong thằng đẹp đi phê bom thì cũng dí nó chết nó dần, thế là thua hết luôn. Thì em phải chơi. Anh nghĩ anh làm gì? Anh thắng đầu tiên rồi. Sao thủ trước chứ? Nhưng mà đoạn cuối còn 4 thằng chúng mày vốt nhanh thế, bây giờ tao mà có vốt thằng Pupu thì nó vẫn là hai đều mà đúng không? Mày em ăn bẫy ơi. Đúng rồi. Ừ. Ừ. Đấy em vừa ăn mà có cố thắng đến đâu ạ. Thì bom này vốt theo em. Pupu này. Thì Pupu nó giết con đép xong rồi. Đưa đi mua em. Vốt Pupu là Pupu chết. Trời sẵn lắp bi vô luôn ấy. Nhưng mà anh độ lại vốt bông mai. Thì anh phải theo em cơ, không đép cũng phải theo em thì mới không quả đi điên. Quả đi em hết dân hoặc là phải bom thì thắng được không? Không phải, quả đấy em nghĩ bông mai là sát thủ. Đúng rồi, tao thì nghĩ bị Pupu dư sao lại gì? Sao dí anh Khôi từ đầu được? Anh Khôi là sát thủ mà. Em mà mới được anh Khôi làm gì? Em với anh Khôi cãi nhau làm gì đâu? Đó. Thế bình thường được. Lỗi tao, lỗi tao. Mẹ ván rồi, tao non quá. Trời ơi, nói đến thế rồi. Ừ, phải đi có người ta. Ủa nhưng mà thế thì dân không có dấu hỏi luôn à? Em khóc hết nước mắt luôn rồi, mọi người vẫn không tha em. Thì tìm tên mời không có. Anh làm sao vẫn thắng được ạ? À? Hề. Bố bà là thằng Pupu rồi. Simbo này, yo. Em có đặt bom mai với tự là ta chết à? Là không lưu. Đặt anh Huy cái anh Huy lan ta chết. Đặt nhà cái nhà cái lan ta chết. Đặt nhìn cái nhìn lan ta chết. Hề, dỗi vãi lìn. Vào ăn đậu đi. Để anh Độ đi. Vào ăn đậu, vào ăn đậu, vào ăn đậu. Vào ăn đậu đi. Không để những cái tình huống như lúc nãy anh Độ có trưởng làng, anh Độ có khi win rồi đấy. 1-1. Đúng, 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 đúng. Chuẩn luôn này, chuẩn luôn này. Mà sao tôi đến mày không giết anh Độ à? Sở bu, mày đi giết thằng Dep, anh Độ cứu thằng Dep thì sao? Không, anh Độ đang tin em mà. Trời ơi, đi lúc cãi nhau đi tin gì nữa. Tao đéo hiểu sao tao tin mày đi việc cứu ai. Tin liên quan gì việc cứu ai? Không, tao quên mất, tao đéo xem ấy, bình thường cứu là nó phải dấu V ở đây, nó hai cái x đỏ mà, đéo hiểu sao tao vẫn tin là tao cứu được nó á. Khó hiểu thực sự. Không sao anh ơi. Không sao anh ạ. Cái này anh qua thăm nó là... lây Covid anh. Không, dấu hiệu của Covid thôi anh ạ, không sao đâu. Cái này gọi là hậu Covid đấy anh ạ. Bên... trước cửa nhà ở Buôn Ma Thuột nó hay treo bùa. Ui phải lìn ạ. Thế tập thể à? Cái gì đấy? Chết tập thể rồi. Ui phải lìn. Má mà ai kêu mình em chết vậy? Hôm qua có ai đó giết em. Ai cũng treo hết nhưng mà mình em chết. Ôi trời ơi, hay rồi, đã lên nặng rồi. Từ từ nha, hôm qua có người qua giết em. Rồi xong có người qua cứu em. Ui, tao cho chúng mày một thông tin nhá. Là làng này có hai thằng cảnh sát liền đấy. Bịt mẹ mà cả hai thằng lồn đấy hôm qua đều qua nhà tao ạ. Ơ, sao biết? Thì tao bị block hai lần ở kia. Hôm qua em qua nhà nhím nha. Bị block hai lần là sao anh? Qua nhà tao làm gì? Là, có cảnh sát màu đỏ. Là có một thằng cảnh sát qua rồi. Xong rồi nó về rồi, xong rồi lại qua, xong rồi nó lại về. À, thế là có một cảnh sát màu đỏ anh ơi. Ờ đúng rồi, có một cảnh sát màu đỏ. Mày bị điên rồi Pupu ạ. Tao chẳng có thấy ai qua đâu. Thì mẹ cảnh sát màu đỏ qua nó giết mẹ mày tao đi chứ nó còn gõ cửa nhà tao làm đéo gì. Không nhầm thì sao anh ơi? Thì không, một người chết thôi mà anh. Đúng rồi, có một người chết. Một người chết mà. Một người chết. À không, mà trong chú Pupu nó kêu nó được cứu. Đúng rồi, tao bị giết xong là tao được cứu. Đéo tiền. Thì bà thằng lồn hay lúa à? Thế thì anh Độ không phải là ấy rồi. Thế thì không phải đấy. Mày bị điên rồi, anh Độ bị chặn rồi mà. Một người chết, một người được cứu. Tao là... Đúng. Không, tí nữa đã. Hai Pupu lại phải được cứu. Cái random kia chính là vào cảnh sát rồi. Thế là hai cảnh sát xanh rồi. Đúng rồi, hai cảnh sát xanh rồi. Thì bà hai là cảnh sát xanh ngu vừa thôi, đừng block tao nữa. Hôm qua vẫn hai người chết, tức là anh Độ là clear này, anh Độ được tin này, vì hôm qua đều hai người chết. Ừ. Em là lúc cao điên á, nãy em qua nhà nhím mà nhím kêu không có ai qua nhà nó. À không, lúc cao thì tao không thấy. À vậy hả? Vậy thôi. Vậy thì... Em qua mày qua nhím mới thấy gì? Không thấy gì hết. Mày điên rồi. Em cũng là lúc cao nhá, nhưng mà em lúc cao điên chắc chắn hôm qua qua nhà anh Bảy thấy tím đỏ xanh lá cây xanh nước biển cam.
5 người qua. Lại điên. Tôi không thể nghĩ điên, điên ấy. Lại điên, lại điên à. Hai lúc ao điên luôn. Này em còn bảo là chơi tập thể à nhá. 5 người qua luôn. Ủa nhưng mà fake thì bây giờ em có thể là cái gì mà em fake cả anh Khôi? Hồi nãy cũng fake. Fake mồm, fake mồm đi đêm cái fake đấy thôi, sáng cứ kể bừa. Không nhưng mà giọng trận trước khác trận này tự tin lắm. Em có làm đẹp, tự tin phe dân. Ừ, hay nhỉ. Được, anh theo bồ. Em làm gì đâu mà chết đẹp. Hả? Ui, tí nữa là bố vó là chết đấy. Hay quá, được Minh Oan rồi. Trời ơi. Ôi giời ơi. Ôi giống chết hai người à. Anh đâu cười khoái thế. Độ cười hơi to. Ôi giời ơi. Xong luôn à. Độ cười ta. Nam đổ cười là cười nhờ. Tao thề mày luôn. Tao là bác sĩ. Hôm đầu tao đi cứu được 7. Hôm sau tao đi cứu được Khôi. Thế đéo là chúng nó vẫn chết. Tại thế là ăn đồ bị điên á. Thì thằng Khôi nó lên bác sĩ rồi còn đéo nữa. Là tao bị điên. Làm gì có chuyện trùng hợp như thế. Phải em qua lúc cao nhà nhạc quá. Tao vừa sang cứu nó thì thấy nó thì tao cười. Mẹ tao cứ tưởng là tao cứu được rồi. Thế đéo là nó vẫn chết. Cứu mà lại cười. Ừ. Bác sĩ mày nhăn chứ anh. Thế mày cày. Nhưng mà hôm qua em bị cảnh sát chặn nhá. Mà vẫn có hai người chết. Cảnh sát nào chặn em thì tự biết là người đấy là hit. Mà vẫn có hai người chết thì chứng tỏ là em clear nhá. Mọi người đừng gì em nữa. Nãy vốt nhanh như thế, bô vốt nhanh như thế chắc là bô rồi. Để em cũng nghĩ là hàng bô. Đúng. Đúng. Ôi hôm qua em đi đâu ấy bô? Hôm qua á? Ừ. Đi đâu còn lâu mới nói. Thôi vốt luôn này, nha anh ơi. Vốt này luôn. Không, em quan trọng nha, em quan trọng nha. Em quan trọng nha. Không. Không, em quan trọng nghiêm túc. Mày là cái gì mà quan trọng? Bây giờ nói chưa được, nói lộ sao chết sao anh? Còn mỗi cảnh sát thôi mà. Vâng, em nói lộ chết em làm sao. Ủa nhưng mà có hai cảnh sát mà. Qua một thằng cảnh sát chặn nhà nào nữa cơ. Thì còn mình còn biết loại trừ ra. Qua chết hai người mà. Hôm qua có ai bị chặn nữa không ạ? À đâu, một cảnh sát đỏ mà anh. Một cảnh sát đỏ mà anh đâu. Không, hôm qua người ta đi giết có, là người ta có một hỏi chấm đấy, em cũng có thể là có một cảnh sát xanh nhưng nữa mà, nhưng mà em là ra rô được chứ nhở. Em lúc áo xìn ấy, hôm qua em thấy Ali và em một người nữa qua nhà 7. Người mà một người nữa em nói thì đâu đâu qua nhà anh Đồ, tức là người đó là cảnh sát rồi thì anh em sẽ không nói. Nhưng mà Ali chắc chắn là chắc thủ. Hiểu sát hôm qua đi chơi không có nhà. Đức nhập mặt đoà to thế. Mua ăn giết rồng. Anh Huy Đình Hầy. Trời ơi, thằng cảnh sát nào vậy? Ây da. Nhiếm trừ tà hay sao cái này? Em ấy. Vẫn có người chết, nè kít chưa? Anh Huy ơi. Ui thầy lúc áo xịn. Ui thật lúc áo xịn ạ. Từ từ cho loại trừ thôi. Cho em hỏi ngu một cái. Cái gì? Hồi nãy là
nếu mà mình bị lock ấy thì mình có đi qua nhà khác được không? Không. Mày bị block mà chỉ có ngồi trong nhà thôi. Ủa thế tại sao anh Đỗ kêu là bị block mà anh Đỗ pha đầu cứu anh Bảy? Pha đầu là anh bấm vào cứu thằng Bảy nhưng có đi được đâu, anh bị hai thằng block liền cơ mà. Đấy là anh Đỗ phát dùng cu ly đấy rồi. Trời ơi. Nãy giờ em cứ cứng em cứ cứng cứng. Ôi Sabut ơi, Sabut ơi, rau đầu mày có được cứu không Sabut? Rau đầu, để tao coi lại. Chắc không? Là tao có lý do luôn nè. Ủa là bị lóc là đúng rồi, rau đầu tao được bị giết xong rồi cứu. Là chỉ ở nhà thôi. Là mày được cứu đúng không? Thế này nhá. Như này, anh là bác sĩ. Cái hành động ngày đầu tiên của anh là bấm vào thằng Bảy nhưng anh bị hai lần block thật. Là anh đã bảo mọi người rồi là có hai cảnh sát nhưng anh không biết là hai cảnh sát xanh hay là một xanh một đỏ. Hôm thứ hai là anh đi cứu thằng Khôi nhưng thằng Khôi chết luôn, hôm sau cả hai thằng chết anh mới cười. Chứ mọi người muốn giết anh thì anh chết cũng được thôi. Hôm ngày mai mọi người xem lại clip thì mọi người hiểu anh không nói sai một tí nào cả. Thế thì vote đi mọi người ơi, thế vote đỏ đi. Ô đi, sao vẫn thế? Thật mà, trời ơi. À, mày cay thế nhỉ? Sao không tin bây giờ cái việc của chúng mày. Nói chung là game 1 là tao bị giết nha bô. Rồi sao tao được cứu đó? Tại vì giao 1 nhá, tao là cảnh sát nữa là tao. Em là bác sĩ nhưng mà em qua cứu Huế nó hiện dấu tích xanh nhưng mà Huế mà chết thì lại em bị điên đúng không? Không, bác sĩ thật chết rồi. Bác sĩ thật chết rồi, thằng Khôi chết rồi mà, chỉ có bác sĩ thôi. Mà ra đầu anh Đỗ là có hai người chắc đúng, có chấm hỏi nhưng mà anh nghĩ là chấm hỏi đấy là cảnh sát rồi. Ừ. Em nghĩ thế. Đừng vote tao, trời ơi. Chúng mày nên phân tích và đi vote một người nào đấy khác đi. Em thấy anh nhạc nói hơn. Không, nhưng mà bây phải vote anh Đỗ xem là cái round đầu anh Đỗ có nói chuẩn không ấy. Tao nói chuẩn. Đây là nhá, tao chết để cho chúng mày xem là tao nói chuẩn nhá. Để chúng mày hiểu là có hai cảnh sát thật. Đâu nào? Đâu là gì? Ôi dồi ôi. Nhưng mà có hai cảnh sát thật, nhưng có hai cảnh sát thật. Hai cảnh sát thật. À, thì phải đặt bom nhà nào nhà đấy chết ạ. Cay thế nhở? Bom cái đéo gì? Như em đi. Dạ mang lại cho tôi. Không ai chết à? Trời. Không ai chết à? Từ từ để em nói này. Hôm qua em chặn cửa nhà thằng Nhiếm nhưng mà hôm nay không ai chết. Tao cũng là cảnh sát. Mày bị điên à? Bị phách rồi. Thề. Không. Giết người rau này đấy. Bố ơi, rau đầu mình chặn ai bố? Rau đầu em chặn anh Độ. Uầy, rau hai em chặn anh Độ. Rau đầu anh cũng chặn anh Độ bố à? Thế thằng Nhiếm à? Thằng Nhiếm chắc luôn. Rau đầu em cũng chặn anh Độ mà. Không, tao là bullet điên nè. Hồi nãy tao nói mình nhiễm rồi đâu. Đúng rồi, anh Ben cũng chặn em. Không, nhưng mà em không được tại vì em thế nhở? Em giải thích lại cho anh Ben nhá. Là cái ra mà hai người chết là anh hình như là anh Khôi với cả Bông Mai hay là với Khôi với cả ai ấy. Là rao đấy là em cũng bị chặn cửa, là bố chặn em đúng không? Mà rao đấy mà có hai người chết thì chứng tỏ em không phải là sát thủ. Đúng rồi, nhưng mà rao này anh Ben chặn ai? Rao này anh Ben chặn ai? Hàng đép, hàng đép. Đấy em chặn Nhiếm này nhưng mà không ai chết này. Thì là Nhiếm thôi, còn tí nữa. Nhiếm thì còn ai chắc nữa. Chắc là Nhiếm thôi. Trời ơi, mới qua cứu Nhiếm mà. Sát thủ đi là Thành nè. Bù clip của chúng tôi. Bù clip thật mà. Bù clip này. Bù clip thật. Nói điêu đâu, lừa anh em gì. Ủa, tao đã bảo tao bị chặn hai lần rồi mà hai thằng cảnh sát vẫn đéo ra, thể cay thế nhở. Gà chết sao anh đó kìa. Gà chết cho anh. Em cũng thấy hai anh cảnh sát chặn anh mà. Đúng rồi. Mày lúc áo sang nhà tao à? Đúng rồi, đợi em lúc áo thì lúc này em đợi ai qua nhà là bây em không nói tên đây. Trong một lúc áo thôi, hai cảnh sát áp lắm. Ôi. Có hả? Bánh gì vậy? Ờ. Không, nhưng mà giờ biết chơi mà. Giờ biết chơi hết rồi. Nhờ có nhiều khi điên rồi. Điên nhưng mà còn ghê hơn cả thiệt nữa. Lại tao, cô toàn cứt à? Anh làm trưởng đàn được mà. Ok nha. Ngồi anh làm đi. Ok nha. Anh làm đi. Bọn okay em là tin anh nhất đi. Cái này có được cái gì đâu mà. Cái gì anh chết mà anh đổ. Đúng.
Vote Đen Quy ơi. Thì vote Đen thôi. Hả? Quý vị ơi. Sao ta? Nhớ tắt mic nhiều, chat lộ hết rồi. Vì chat to thế. Anh tưởng mỗi anh nghe thấy bây giờ ra mọi người đều nghe thấy. Mọi người ơi. Ơi, không ai. Không ra. Hơi. Ủa là sao Ron, Ron gì đấy? Ron gì đi. Ui ôi 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 ôi. Chết con mẹ rồi. Thế thì thằng Bông Mai không phải là ấy rồi. Không phải thế là em là lóc ao điên nhá. Em thấy anh Khôi qua nhà anh Đỗ làm gì này? Không, anh không qua. Đấy. Thôi cứ giết thằng Huy trước đi nhờ. Kìa, em nhận đi cái mẹ em mà. Thằng Bông Mai là gì Bông Mai? Sao thằng Bú chỉ vậy? Ừ. Em sang nhà anh Nhạc thì thấy anh Khôi sang nhà anh Nhạc. Ủa nhưng mà sao điên anh? Em bảo có mỗi một người chết vậy mọi người. Không biết ạ. Thì người còn lại dùng chức năng. Chắc là bị chặn. Người còn lại dùng chức năng của cái người của bọn giết ấy. Ừ ha. Xóa. Dùng chức năng là không giết được à? Vâng, chỉ được chọn một trong hai thôi, giết hoặc là dùng chức năng đâu. Ủa thế Bú nhìn thấy gì của nhà Bông Mai? Không, em bảo này. Cái role đấy ấy, nếu mà là bên trộm ấy, đấy thì mới chết. Còn nếu mà bên mình thì không sao. Hoặc là bên kiểu riêng biệt ấy, như ở Bomber thì chết. Em thấy Bông Mai thì đó nó hiện lên sen đó. Thấy cái gì mày chọn tao ấy. Thì chọn đấy, mày đó là... nó hiện lên sen đó. Nhưng mà Bông Mai là bên người rồi, chắc chắn rồi, lên tao rồi. Mà tao mà là bên kia thì tao chết Pupu rồi. Pupu thì là cái role hỏi chấm rồi này. Em nhớ, em thấy anh Khôi qua nhà ông Độ này. Mà lóc ao xịn chết em rồi. Em thấy anh Khôi qua nhà nhà. Xài hết. Nghe tiếng nhắn tin của nhà. Gì? Hôm qua anh có thấy ai qua nhà anh không? Giết Huy hết đi. Tao qua nhà anh Đỗ mà, sao tao biết được? Ủa nhưng mà anh về nhà thì anh có thấy ai qua nhà không? Cho là Huy mới chết. Về nhà tao đắp mền tao ngủ luôn. Ủa đẹp hôm qua có ai qua nhà mày không? Em à? Ừ. Không à? Ừ. Qua đẹp đi đâu vậy? Em qua nhà bố. Bông Mai là điên nha mọi người. Đau quá. Em qua nhà Nhạc là thấy năm màu qua nha. Hồng cao xanh lá vàng với lại nâu. Sao em không thấy ai vậy? Thì bị điên mà, nhìn là biết. Em nghe bảy nói dối lắm nhá, nhiều điên lắm rồi. Nhưng mà thì bây giờ thông tin nó như vậy thì nó như vậy mà. Em điên này. Đâu em đọc lại năm cái màu vừa đọc đi. Nè, hồng cam xanh lá vàng nâu. Ông nhớ là gì nào? Người trước người rồi. Ôi trời ơi. Chỉ điểm luôn à. Chỉ điểm chắc luôn đi ghê. Chát hơi to. Không hiểu nhau mà chát như này chắc có thể là anh Bảy. Anh Cùi không nói không ai biết luôn á. Mọi người nghe hết mà. Trời ơi. Nghe nhưng mà không nhìn Discord đấy. Nghe nhưng không nhìn Discord đấy. À thế à. Anh để anh để màn hình bên trái là game, màn hình bên phải là màn hình Discord. Baby love. Em không biết em bị điên hay không nhưng em hôm qua em sang nhà Nhím lại thấy anh Khôi sang nhà Nhím. Anh Khôi là mày bị điên rồi. Không. Điên rồi. Nãy làm gì có ai qua nhà Nhật đâu. Ai điên rồi. Đứng ngoài quăng dao bơm vô nhà em được nha nhà. Ai là cảnh sát hay á. Sao anh Nhật sao biết được? Ai là cảnh sát hay đấy. Anh không muốn nhận chức năng đâu. Trời ơi. Chức năng của anh ném bom.
Anh là bác sĩ đi vào đây. Anh là bác sĩ. Mày ép tao phải nói ra. Anh nói là mày là bác sĩ á? Vâng, em bác sĩ. Anh cứu ai? Hôm qua mày cứu ai? Ngày đầu thì em qua nhà thằng Nhím. Nhưng cuối cùng không có gì xảy ra. Ngày thứ hai em qua nhà Bu Bu. Bởi vì thằng này hay bị giết. Em qua nó không có gì xảy ra. Nhưng mà em không thấy có ai qua nhà từ đêm 1 luôn. Nãy anh chưa qua nhà Nhím mà. Thế ngày 1 qua nhà Nhím, ngày 2 qua nhà Bu Bu. Anh đổ qua thì ai qua nhà anh đổ bom rồi, anh khui đặt bom theo vòng qua tròn. Qua có một người qua nhà anh nhá. Đặt cái nhạc xong đặt Nhím này để sót em để lấy lòng tin. Trời đúng, tại vì em không thấy ai vào luôn. Nhà. Em không thấy ai vào nhà nhá. Em tin bom. Thế thì anh phải là bác sĩ điên à? Anh là đặt bơm là mọi người mới thấy. Mọi người thấy nhưng em không thấy à? Thế chắc anh bị điên rồi. Anh giả vờ là bác sĩ. Em sẽ thấy. Nếu thôi. Trời ơi, nếu là anh thì gì thì nguy hiểm làm gì? Thôi, nếu anh là bác sĩ mà bác sĩ điên á thì anh nói luôn cũng được mà, anh kêu anh sợ. Bởi vì anh vẫn không biết anh là điên hay thật, ngày hôm nay mới ra thông tin mà. Hôm qua sao anh ra anh bảo anh nhận là bác sĩ được? Ê để hơi nhiều bác sĩ điên nhỉ? Em nghĩ em điên nốt. Anh xin khẳng định anh là bác sĩ điên nhá, tại vì hôm đầu anh sang cứu Dev nó còn địt bạ mà đánh dấu V xanh lè xong nó còn nổi đom đóm cộng lên cơ. Hôm sau anh cứu Pupu cũng y hệt như thế. Mà anh hỏi là anh Khôi rồi. Bây giờ là anh đổ bị điên á. Thế hôm qua em với anh cùng sang nhà Pupu à? Ừ, hôm qua anh sang nhà nó mà anh cứu được cơ. Anh Khôi nghe. Mà em là Snitch mà anh Khôi là đi đặt bom. Anh Khôi đi đặt bom, em thề. Tôi đặt bom nhà nhà anh Nhạc. Anh Khôi im lặng đeo cây rồi. Em vốt rồi thì nói gì nữa. Em vốt rồi thì nói gì. Bom long này. Thì em mà lúc ăn xịn rồi. Cứu em. Anh Khôi ơi. Ảo thật đấy. Mẹ, lúc nào thật chết rồi nó vẫn nhận nó xịn được. Có hỏi chấm mà, ơ kìa. Rồi, Nhím ơi. Đêm qua rồi. Pupu mở party. Em biết ai rồi? Em biết ai rồi? Không, em nhớ nhá. Em ôi gần ngủ rồi. Hai lúc nào kìa. Em là lúc nào đi à? Em biết ai rồi. Đây nhá. Tại vì không em cũng là lúc nào nhưng mà không biết xịn hay là điên. Hôm qua em thấy anh bảy ra khỏi nhà xong lên hướng của thằng Nhím là Nhím chết. Thấy anh ra khỏi nhà xong rồi qua nhà Nhím luôn. Đúng rồi. Thấy đi lên hướng trên á. Mày điên nặng mẹ. Từ từ đã mọi người ơi. Thấy em điên rồi. Sinic có bị điên không? Có. Có nhưng sao ra chứ mình không được. Tại mày em không điên. Tại hoa đá giữa đúng không vậy? Mày đứng ra giữa rồi mày chỉ rồi là mày không điên. Nhưng mà em chỉ bông mai. Là không mà chỉ bông mai điên mà. Điên mà. Tao xin mày đấy. Ủa Sinic là chỉ để Nhím giải thích hiện tại không biết như nào. Em nhớ lần trước có một cái game mà Nhím chỉ ra thì người đấy đúng là nghĩa là râu là bom kiểu người đấy phải là phe riêng kia phe cơ. Riêng hoặc là phe bên trộm ấy thì mới đấy, chết, thì mới chết. Còn bên người thì không chết không sao. Thế thì bông mai legit. bông mai legit là bông mai điên legit. Thế mà giết Nhím chỉ có anh Ben thôi. Là anh Ben. Đúng rồi, anh Ben. Chỉ còn ai nữa. Ê, anh Ben không nói gì hết. Lít rau đầu tao cuốn độ lộc. Tao qua nhà. Ê, quay, quay. Đâu hai tao qua nhà mày. Được, giết con mẹ nó đi, thằng này lươn khươn này. Tao qua nhà em nào, này có ai qua nhà em. Hồi nãy ai qua nhà em cứu em. Ờ, đâu hai em không có bị chặn nha. Hồi nãy ai qua nhà em cứu em. Mà đi nghe thằng đâu biết được. Không, hồi nãy ai qua nhà em cứu em. Không phải tao. Không phải mày à? Người cứu mày. Không biết. Người cứu mày ơi. Nghĩ đến Ben à? Độ sao ấy? Em nghĩ đến Ben. Trời ơi, chết oan hai rau rồi. Không phải tin được. Bây giờ còn ai đâu. Wow. Bây giờ nếu không phải thằng Nick thì nghi ngờ ngược lại nhạc với anh Độ thôi. Đúng. Trời chỉ còn ơi. Nhạc với anh Độ thôi. Sao vậy mày? Anh lại giới thiệu mày luôn. Tối qua anh còn đi cứu thằng Nhím nó lại nổ đom đóm giống cộng màu xanh cơ. Anh ơi, đấy thằng Bảy nhá. Thơ.
cứu nhiều người nổi trong đó. Ai cũng nổ luôn thề. Thế nào được các bạn? Lương thương là mặt thôi. Về thôi. Còn hai bom. Tại sao? Còn một bom thôi. Một thôi. À một bom. Thế là thằng bô rồi. Đúng rồi. Em là lock out điên xịn. Điên xịn. Con mẹ là con điên xịn. Điên lê gít em nhầm. Điên xịn. Ôi 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 ôi. Thôi xong. Ôi, nổ chết queo rồi. Nổ chết queo rồi. Ron đi sao được. Ô hôm qua thằng nào sang nhà ngủ với tao phát xong về đấy. À em ạ. À thế à. Thế em mày... hôm qua em so anh Bảy em thấy bông min với lại anh Độ qua nhà anh Bảy này. Ít mẹ thì mày ngáo đét con mẹ rồi. Thì đó mày... em lê gít rồi. Mấy đêm tiếp theo mày ở nhà mẹ đi mày đừng đi nữa, ngáo lắm. Bơm rồi đúng không? Được, em là bác sĩ này, Pupu là Sonic này. Bông anh bảo anh là cái gì cơ? Anh là lê gít rồi, không cần biết anh là cái gì. Thế chỉ còn nhạc với là anh Bảy thôi. Đúng rồi. Nhạc anh Bảy hoặc anh Độ. Nhưng mà em nghĩ theo em thấy không, anh là bác sĩ điên thật. Anh nghĩ là bây giờ cứ giết thằng không. Đấy mà lúc ao em giết cái Ben mà. Mình cứ giết từ từ đi bây giờ. Giết từ từ đi, nhạc với Bảy trước đi. Về Bảy là lúc ao hả? Ừ. Thế sao phải là anh Độ chứ? Lúc ao xịn đó hả? Lúc ao. Từ từ nhá, để tao tính ra nếu như giết tao trước thì có kịp không nhá. Nhưng đéo biết nó đặt bom những ai rồi. Không phải tính đâu anh, mình thí mà. Được. Cũng là nha. Tao tình mà. Nguyện tao chết trước nha, làm mẫu chúng mày nha. Ok. Được. Ok. Đấy. Xong rồi chúng mày giết tiếp 7 với cả nhạc thế là xong đúng không? Ok. Ok nha. Trời ơi mẹ mình đã hy sinh chết như thế rồi vẫn đéo ai tin ạ. Ok. Đây này, thấy chưa? Đúng. Mẹ mày điên vãi lìn luôn này. Đang nghe độ tại vì chả bị ai chém. Bây giờ cứ ai là cảnh sát chói tay lại cũng được. Bom hết rồi. Bôi. Đây. Con bị nổ chết queo rồi anh ơi. Ứu lấy cái làng này đi. Anh em mình chết hết rồi sao? Ừ. Bùm. Ấy. Rồi, em có thông tin luôn rồi đấy. Gì dữ, chú điên mà chú có thông tin vậy? Nào mà hồng nhỉ? À, tím. Thằng đếp nó qua nhà của nhạc xong đi về làm gì nhỉ? Không mà em qua nhà support. Hay sao điên mà. Ê, bùi. Bảy hoặc anh Nhạc ơi, anh Nhạc ít nói lắm với anh Nhạc trước đi. Em đây. Mày qua nhà anh đó. Em qua. Từ từ đấy. Cái gì? Em nhạc không ơi, anh nhạc chả nói gì cả. Mày là em là bác sĩ. Mày là bác sĩ. Mày bác sĩ hả? Tao thấy mày qua nhà tao đó. Trời, thì đúng là em qua nhà còn gì nữa. Mỗi em thấy, xịn ở đây. Nhạc thôi, nhạc chứ ấy thôi, cứ ấy mà vote thôi, bảo nhiên độ bảo. Nhạc với Bảy, vote Bảy đi. Anh nhạc không nói gì này. Vote nhạc Bảy đi. Anh lên git cười nhỉ. Đúng bu bu nhỉ. Anh nhạc mặt bom xong im lặng à? Bu bu nhỉ. Tại Bảy kêu là Bảy lúc ao mà. Nếu mà tôi là bom nha, là tôi sẽ không thí anh Ben, đúng không? Tại là anh Ben giết bớt người lọt bơm cho sướng không? Định lọt đâu vậy? Trời ơi. Nhặt lại bom này đỡ phải nhìn đi. Nhìn đi bố ơi. Em đặt tài dính người chết ạ. Tôi vẫn vote nhạc mà. Baby, ta là thuyền. Liên thuyền. Bạn Huy ơi là bạn Huy, xin bạn đây. Trời ơi. Ai biết cái âm tiền nó to vậy đâu. Ôi trời, một bài ra. Ủa em soi một bài ra là lúc ao em kêu nó insane được. Được. Ai biết đâu không? Thì không biết. Sonic nó không ai hiện ra đúng không? Nhưng mà hiện nhưng mà biết là legit là được rồi. Ừ. Imposter nhớ tắt mất đi. Thì là chắc biết có ai tắt mất hả? Chắc chắn câu này là chị Hager này. Vote chị Hager đi. Chắc chắn cái gì? Chắc chắn quá vậy. Chị Hager là trưởng làng. À.
Cho mẹ ông Bô làm trưởng làng đi, nó ngáo lắm. Đi cho ông Bô đi, em thấy này. Ông Bô lên này, ok á. Từ lúc này trời. Đeo gì đây? Anh Độ! Anh Độ! Ô kìa, mẹ mày có chết đéo đâu, mẹ anh Độ cái đéo gì? Chết mà anh. Em có chết thật mà. Chết mày. Ô thế à, tao nghe giọng mẹ không thể. Mẹ tao không, đang bị Covid, tai bị làm sao tao lại nghe ra giọng thằng Ben này. Chắc là giống em. Nhưng mà một người chết mẹ hơi giống thôi đây ạ. Chết bồ đầu. Tức là hôm qua là cảnh sát chặn đúng đấy. Ô có cảnh sát không? Có cảnh sát không chứ? Cảnh sát chặn đúng hay là cứu đúng đều được đúng không? Này người ta dùng chức năng hôm qua qua nhà cứu thằng Bô. Nhưng mà nó chết. Là coi em đi. Ông có thể làm bomber. Có thể anh giết người luôn, anh giết Bô đầu đúng không? Để vote con luôn, vote ta luôn đi. Vote luôn cho mày một vote này. Vote đi. Anh Khôi chắc rồi. Ơi, Khôi vội thế. Anh Khôi vội là anh Khôi chắc rồi. Anh hỏi rồi. Khôi rồi. Đấy anh Khôi, anh Khôi chắc rồi. Vote Khôi rồi. Nhiệt tình lắm. Vội lắm. Anh Khôi là anh Khôi. Anh nghĩ anh ấy non thế đấy. Anh nói anh vote, anh đã vote đâu. Anh vote được rồi. Mọi người ơi, qua nhà nha. Ấy có hai vote, có nghĩa là hai sát thủ. Không, hôm qua không có sao. Hai sát thủ này là thấy rất là nhanh nè. Ủa, Ali hôm qua em có thấy ai qua nhà em không? Hôm qua không, em đi qua nhà chị Nách. Làm gì đấy? Hả? Hôm qua anh có ra được khỏi nhà không ạ? Có. Hôm qua anh qua nhà Bô. Anh đứng sau lưng nhà Bô thì thấy màu cam đi qua, đúng màu cam duy nhất luôn. Ủa thế là mẹ mẹ thôi, thế là con mẹ mày. Màu cam anh Độ ấy. Tại màu cam của anh. Thì em thì đấy, em có đúng cái màu thôi, một người duy nhất vô thôi. Tại ra lúc này là em ở nhà nhá. Thế thì chưa biết được, có thể bảy nó bị điên thì sao? Tại vì hôm qua anh qua nhà Ali anh cứu nó thành công mà. Bây giờ nếu mà em chết á thì nếu mà em lộ qua lúc out thiệt là chắc chắn confirm luôn. Đúng. Tại vì chỉ có một người qua nhà Bô à. Thì ai là cảnh sát cứ chặn anh Độ là được. Đúng rồi. Đúng. Nhưng mà đúng, đấy đúng, nếu mà em chết là em lộ ra lúc out là mọi người. Đúng rồi. Nhưng mà tỷ lệ em confirm là 7 bị điên là khoảng hơn 100% đấy. Đã. Ừ. Em check lại một lần nữa đi cho chắc. Sao đỏ giọng đúng thế nhờ. Anh Độ vừa à thằng Huy cái xong rung luôn. Đúng. Ôi ơi, giết người bịt đầu mối rồi. Trời xui nhỉ. Ôi kìa. Ôi trời ơi. Quét luôn ạ. Ôi ơi. Tám tử luôn ạ. Nhưng mà vẫn một người chết, vậy có nghĩa hôm qua cảnh sát chặn đúng nó rồi. Đúng rồi. Đúng. Ai cảnh sát ra luôn đi, giết một người còn đỡ hơn. Trời ơi, để tao sâu chuỗi câu chuyện cho chúng mày, sẽ đéo có một cái cảnh sát nào trong cái làng này đâu. Đố thằng nào dám nhận đây là cảnh sát đấy. Ô, em quay, hôm qua có bị chặn đâu? Không. Tao vẫn xách ba lô, xách cá táp đi, tao đi cứu người mà. Không có cảnh sát đâu, bởi vì chỉ có một dấu hỏi chấm duy nhất thôi. Mà nó là, investor rồi. Đúng rồi. Hai dấu hỏi chấm. Ủa? Hai dấu cơ mà. Một là invest rồi. Nhưng mà anh đều có một dấu nhở? Nếu như mà có một lúc ao bình thường mà. Nếu không có cảnh sát ý, thằng Dep nó giả vờ là cảnh sát là không đúng. Phải là cảnh sát thì mới điên cảnh sát được chứ.
Ủa không ừ, phải đó, hỏi chấm mà. Em đã bảo là em bị điên, rao đầu em không chặn được anh Bảy mà. Nhưng mà bây giờ trong làng không có cảnh sát thì làm sao em lại điên cảnh sát được? Ủa sao anh biết là không có cảnh sát? Đâu, điên một là nó ra gì cũng được nha. Điên nó ra cái gì sao được, anh làm sao đi. Chứ không phải là nhất thiết là phải có role cảnh sát mới có điên cảnh sát nha. Điên là random tất cả mọi thứ mà. Thì bởi vì mới mẹ dễ này, tối mẹ sói giết thưởng đép thôi, biết ngay này. Em không tin anh ạ. Nhưng mà Bảy qua lúc ao nhà nào đấy? Em lúc ao nhà đép thì không có chuyện gì xảy ra hết. Không thấy ai hết. Mà em nhưng mà em không phải là giết người. Nhưng mà mày nói vậy thì bên thường sát thủ đéo gì dám giết mày đâu Bảy à? Thì đương nhiên thì bởi vậy. Cho đúng nên không? Là mày cứ tự tin mày nhìn đi. Đúng rồi, mày cứ soi đi. Ai cứ nhìn thoải mái. Thì bây giờ confirm được, nếu mà đấy confirm được ai mà kiểu qua nhà người đó một mình xong người đó chết á là bắt được hai sát thủ đúng, luôn. Đúng, đúng 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 đúng. Thôi thì rau này mình không vote ai cả, cho qua rau đi chứ tự thiệt hại dân. Nhưng mà mày hỏi thêm tại vì không? Càng lâu rồi thấy càng tại đúng vì vốn nãy giờ tính ra là tao soi với một lần là soi đúng này, một lần soi không thấy ai này là tỷ lệ điên là thấp lắm này. Là đi quay lại câu chuyện chỉ có đội giết mồ thôi. Không, em ơi, em check lại một lần nữa đi. Ê, có khi là người mày chết. Nói thật chứ anh mà là thằng giết bố, anh giết mày luôn rồi Bảy, anh thà anh đổi mẹ luôn nên mày nguy hiểm quá. Ủa? Rồi xong rồi. Ủa? Ôi giời. Xong rồi. Ai Bảy ai? Hôm qua từ lúc ao nhà nhạc là thấy nhím đi vô, một mình nhím đi vô. Thế đi xong đi. Rồi, từ xong rồi tối qua em còn bị giết nữa. Nhưng mà bác sĩ Rêu cứu được nè, bác sĩ Rêu confirm được nè. Bây giờ ai. Em nói cái này nghe được không? Từ bây giờ cho em nói nghe. Bây giờ em là cái lúc đó, nhưng mà em không biết có đúng hay không. Nhưng mà em thấy Snitch với anh Khôi là có hai trái bom, nhím là một cái chổi màu đỏ. Ui. Em bị điên rồi. Thì chị điên rồi. Mắt kính thật chết rồi em ơi. Không, có thể nha, có thể là nếu mà tối nay em chết thì em đưa dữ liệu đó cho mọi người đó. Đây này, em nghĩ em cũng là cái invest hỏi chấm đây này, em soi thằng Dev là một cái blame này với cả một cái look out này. Em soi nhạc cái gì vậy? Nhím anh ơi. Nhím rồi. Em soi nhạc cái gì? Em soi lạc nha bác sĩ với cả. Dạ nhưng mà nhạc là điên mà. Thì là bác sĩ điên. À. Nhạc bác sĩ điên luôn hả? Người giết thử Dev xem có đúng là em không này. Không, tao vừa cứu được Bảy xong mày buồn cười. Thế đó anh là anh mà bị blame thì anh phải ra cái kính lúp màu đỏ đúng không? Đúng rồi. Thế bây giờ thử xem anh nó có ra kính lúp màu đỏ không nhá, để xem anh bị blame không nhá. Ông nếu anh ra cái xô chứ. Ủa sao nó lại ra cái xô? Ví dụ anh là cái kính lúp màu xanh thì bờ lên phải ra cái lúc màu đỏ chứ. Đâu là cái lúc điên đúng không? Thế tí ra sau giết thử mình xem nào, xem ra cái gì. Giết em đi cũng được. Em chưa, em bị điên giết ông trước rồi. Nhưng mà giết ông trước đây là chết luôn mà. Đúng không? Nhưng mà bom để lâu quá bị sao? Bây giờ giết nhím là confirm được à. Tại vì chắc chắn là hai tool soi mà chỉ ra một người thì khó bị điên lắm. Đúng rồi, anh nghĩ là Bảy không bị điên đâu, đến tầm này là không điên rồi. Em nghĩ là anh Bảy không chết đâu, nhưng mà em bị blame rồi.
Xô này đấy, biết ngay mà. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Cái gì đấy? Đây là một âm mưu. Ảo thật đấy. Cái xô lon này. Mẹ bố vẫn giết mày. Tao biết mày giết tao rồi đấy. Ôi trời ơi, chết rồi mà cũng bị nổ. Má chết rồi, nhà sập nữa. Phải lìn à. Đấy là có con bom nào có tật giật mình rồi. Hôm qua bị gọi tên rồi, sợ chết rồi. Thằng bóng mai rồi này. Bom này chắc là mai. Mẹ chắc thằng Ben này thằng Khôi rồi. Ok. Không, em phải bom. Nổ sớm nhé. Sớm thế. Em nói em biết mặc dù em là invest điên thôi, em so anh độ ra bom với cả cháp nhưng mà cháp bên phe mình anh ạ. Cảm ơn Khánh nhá. Ôi giời ơi, hôm trước mẹ đêm hôm kia anh cứu thằng 7 lên dấu cộng là thế thì mẹ điên à. Thế mà quả này cứu được thật nha. Nếu như kiểu gì vẫn cứu được à. Anh độ ơi, Đến lúc rồi. Khoan đã, giờ giết con bom đi. Em buồn cười. Quá, mẹ 5 phút rồi. Em vội vàng vậy. Bỏ chứ. Từ anh độ cứu anh 7 à. Sau nhà Ben là không thấy ai à. Bây giờ nha, chúng mày cho tao sống thêm một hôm nữa đi. Để tao cứu thêm một người nữa. Phải không cho anh để xuống. Ui giời ơi. Con bơm mà, hai con bơm mà. Con bom phải cho nổ sớm á, anh Khôi rồi. Ủa nổ xong còn được đặt bom tiếp mọi người. Nổ xong là phỉ luôn mà phải không? Hình như vẫn đặt được tiếp cho mà. Nổ xong phế. Nổ xong phế luôn anh. Thế là phải sụp sọt cuối cùng à? Ui sống sót rồi. Đáy bìu à, là sao nhờ. Em vẫn bị nổ à. Đang nhà nét cửa rồi. Thằng con bom cho nổ rồi, hình như là còn mình nghe mà người sao á. Ui nổ cả thằng Khôi cả thằng Ben luôn ạ. Có khi con bom này lại nổ chết con bom kia rồi. Ừ đúng. Trời ơi. Anh Khôi là bom này thề. Bom. Chết thôi, bây giờ tin ai? Tin anh 7. Ừ đúng rồi, vô đẹp. Ơ? Ừ, cái gì? Anh Khôi là bom chắc rồi. Đấy, anh Khôi là bom mà. Ơ kìa, cái trái bom trên nhà anh 7 của em đâu? Chết thật à? Là sao nhỉ? Là giết nó đi anh ơi. Giết rồi, lúc này nộp bom còn 3 người là hết rồi. Ủa? Đấy, 7 thế ông anh bảo rồi, không có đôn cảnh sát, không fake được đôn cảnh sát đâu. Không phải chức năng nào nó cũng vào đâu. Không phải thằng này là sát thủ này, không phải em. À, ý là tao phách mà. Này là blame này, mọi người nhìn này. Đấy. Ui giời ơi. Giời ơi. Police thật, địt mẹ thằng nào bảo nó phách police. Ôi cái chopper này là như nào mọi người? Đặt bẫy ở trước cửa nhà thì làm sao? Ui năm mình xem. Thì thằng nào qua nhà anh thì nó bị dính bẫy xong nó chạy về, nó không làm gì được anh cả. Địt mẹ thế. Vô dụng lắm. Vô dụng vãi đái luôn ấy. Thì còn nhiều khi còn phải block, ví dụ như hồi nãy bảy lộ ra đúng không, thì bullet nó còn block lại chứ không cứ lộ ra có người cứu là ù là trời. Bắn nó đi. Bắn nó đi. Lại tao. Anh đổ đi. Ok. Anh độ trở lại đi. Ok. Ok. Cao này quan trọng á. Đột phá này. Ủa còn thằng nào chưa vút vậy? Anh Khôi này. Em vút rồi, vút anh độ đầu tiên.
Úi dồi ôi, hai người chết luôn ạ. Thế ai là cảnh sát qua nhà em thì tự hiểu nha. Em đang ghét đấy. À, lì. Thế là tao là cảnh sát điên rồi. Đồ qua đi đâu anh đồ? Công bằng ở đâu? Công bằng đéo gì mày. Anh vẫn còn có thể... Bác sĩ buôn ma thuật nằm xuống rồi. Em là bác sĩ điên. Thôi. Em không tin. Thế thì là nhiễm rồi mọi người. Uầy, à? Bác sĩ em chết rồi á. Em là bác sĩ điên này. Hôm qua anh có đi đâu không? Có hai bác sĩ điên được mà. Qua anh sang cứu thằng Đép. Nhưng mà... Thì em bị điên rồi, nghiệp. Em chặn cửa anh Độ nhưng không được. Thì ba bác sĩ điên. Ai? Ai? Ai là người thứ ba? Nhím em. Thì anh Độ vừa bảo cứu em còn gì. Chị ăn cơm cũng bảo bác sĩ nè. Cho nhiều ảo được đấy, ảo được đấy. Trong ba người này có một người rồi. Đúng. Là lời kiểu chân chư ấy mọi người ạ. Ông ta vừa chạy lấy đồ về. À thế ạ. Ừ. Không, cái này là cái bài của anh Độ đấy. Tên em. Sao anh ăn sớm thế, 1:30 đã ăn rồi á. Đúng rồi. Bình thường 2:00, 3:00 tao chạy đi lấy cái đo nhiệt kế, tao bị sốt. À. Ủa. Người bệnh là gít đấy. Lấy đồ, không phải đồ ăn. Từ nha, cho hỏi cái là Nhím như lại anh Ben không quay đâu vậy? Em qua nhà anh Bảy ạ. Tao qua nhà anh Độ, tao là police. Em qua nhà anh Bảy. Thì cũng qua nhà Bảy nè. Hôm qua có một người vô nhà được tôi nha. Uầy, thì có thể là một trong hai mình là bác sĩ hỏi chấm. Thì đấy, nhưng mà hai mình là bác sĩ hỏi chấm nhỉ. Anh thấy anh cũng là bác sĩ hỏi chấm. Này, snack này với Bubu là qua nhà anh Khôi nha. Tao hôm qua tao cứu thằng hôm qua tao cứu thằng Đáp này mà tao còn thấy nó dấu vê xanh ở đây này. Mà lúc bây giờ có năm Khôi thì thấy có em mà đã có bác sĩ rồi. Đen với Bubu luôn. Ảo được đấy. Này, mà tối hôm qua nữa là có một là à? Thế bây giờ mình phải vote. Thì biết rồi, bây giờ mới kêu là luôn. Có một người legit á. Một bác sĩ legit á. Thì mà sao lúc tại vì hôm qua có bóng đen vô nhà. Ê, nhạc rồi, nhạc ít nói lắm. Đỉnh mà. Thôi giết Nhím đi. Ít nói là gì? Nhím trước đi. Giết Nhím đi, em đồng ý á. Thế Nhím lại gì? Đây là thành. Không phải anh, không phải mình anh. Mình nhá, cảm ơn em. Không anh chứ ai? Thằng khác ngại tán em. Không mày. Thế là hôm qua Bullet chặn đúng rồi đấy. Hôm qua Bullet chặn đúng rồi đấy. Ai Bullet thật đấy. Thế từ em... Thế thì từ từ nha, nếu vậy từ thì hôm em... qua Bullet chặn nhà em. Đúng rồi. Bây giờ nhá, bên trộm cũng à? Có. Bây giờ bên trộm cũng có một Bullet. Cho nên là có thể là Bullet đi chặn, một người đi giết. Thế có ai đi chặn nữa không ạ? Có ai bị chặn nữa không ạ? Hồng anh qua. Bị chặn này, anh bị chặn. Hồng qua em quay lại. Không. Em bị chặn với cả một người sang, chắc là bác sĩ cứu em. Thế chắc là em bác sĩ điên. Nó đầu là em chặn lại chị, anh Khôi, rau hai là em chặn Nhím. Thế là chị ghét rồi, chị qua Nhím, chị qua nhà Nhím á. Nhưng mà chị không biết là chị có cứu được Nhím không, Nhím em có bị giết không? Không 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 không, em chỉ bị cảnh sát chặn thôi. Trời ơi, chị lộ rồi. Lộ thế. Thì từ nãy đến giờ tao với mày chỉ có hai đứa mình chứ ai. Chị... Em có định nói ra là chị đâu. Thôi cứ vậy đi để... Để một mọi người dễ loại trừ đúng không? Ừ. Nhưng mà hôm qua có ai bị chặn cửa đúng không ạ? Có ai bị chặn cửa đúng không? Không. Hôm qua... Em qua nhà anh Đậu rồi, không thấy anh Đậu đi đâu này. Ai là police xịn? Mày bị điên con mẹ rồi, hôm qua tao sang cứu thằng Huy Huế. Em là police xịn, rao đầu em chặn bô thì đúng rồi này, rao ai em cũng chặn Nhím này. Thì không có ai chết, à thì có mỗi một người chết thôi. Mà hôm qua police bên kia không ai bị chặn nữa thì chắc là Nhím là bên đỏ rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Legit, thằng Đép nó chặn. Bây giờ nha. Không. Không, hồi nãy nhà cũng nhận nhưng là mà, police nhưng chặn mà, Nhím luôn nè. Nhưng mà hồi nãy em cũng chặn Nhím. Ấy okay. Ra thế là một có một rồi, trong rồi. Hai là police đều. Mọi người suy kê đi. Thì đập đầu anh nhạc chặn ai? Anh có chặn bô không? Anh Khôi, chặn Khôi.
thế em wow, sẽ bô này. Nhưng mà em vẫn là bullet luôn. Trời ơi, thôi rồi. Cái gì đây? Nhưng mà em bị điên, bị điên rồi. Tại lúc này chắc là em đi, đang đi được phải không? Lúc này giờ mới rối nữa này, em cũng là bullet. Trời ơi, chẳng đi nhưng mà em đi được phải không? Ủa, thế vừa nãy là nạc sạch tôi à? Tự nhiên em tin thứ tư là hơi vô lý à. Nữa, 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 đúng, đúng, đốt dìm đi. Không, thì bây giờ nó rối, nó rối thêm chứ đúng. Trời ơi, bây giờ nha, nếu mà nhà gặp police thì đêm đầu em còn chặn bô mà, thì nếu mà em chặn được bô mà bô nói thế thì đúng là em là police. Tại vì không, thằng Dev Legit, thằng Dev Legit. Ủa, nhưng mà giờ đấy còn ba police còn lại thì sao? Trời ơi, thằng Dev Legit mà. Thì lúc này chẳng Ali mà Ali kêu đi được nè, thì chắc là bị điên rồi. Chặn tiếp. Hỏi ngu chưa, Incense chặn đúng nhưng mà có trùng hợp được không mọi người? Đó, được thùng được đấy. Ủa kìa. Đấy, Nhiếm một nhạc rồi. Hay đúng là Nhiếm rồi. Đây 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 không, đây, 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 đây. Để nói, để nói. Trời ơi. Hôm qua một em ấy. Lại ôi hôm qua một người chết luôn. Em hôm qua lại mọi người ấy, xong rồi thằng Dev nó lại chặn em tiếp. Thì chắc chắn không phải là em rồi, em legit rồi. Em lại chặn Nhiếm. Ủa, trong lại có hai bullet. Hai bullet à? Không, nhưng mà chặn Nhiếm phần này, nhưng mà hai người chết thì là không phải đúng không? Thì đúng đó rồi, thế nhạc cũng là hỏi chấm police. Hay là từ từ đã. Nhạc là hỏi chấm police rồi. Hay là nhạc bị điên? Không. Không. Nhạc là thế hỏi nhạc chấm police. Thế là nhạc phất rồi, vì Bubu là bác sĩ nè, Ali cũng là bác sĩ nè. Mà có một chấm hỏi rồi. Đúng rồi. À, nhạc phất rồi. Nhạc phất, nhạc phất, nhạc phất, nhạc phất rồi. Nhạc phất, nhạc phất, nhạc phất, nhạc phất, nhạc phất. Trèo nó lên, trèo nó lên, trèo lên, trèo lên. Trèo lên, trèo lên. Này thì phách với trong tôi này. Em đã bảo rồi mà, ừ, không phải em. Ừ. Ừ. Wow. Chờ diễn đúc doctor luôn à. Hảo được đấy. Hôm nay bị nổ quá ta. Trả thù vậy. Ô kìa. Trời ơi. Ôi trời ơi. Ơi. Mày chết là đáng. Trời ơi, tim round nữa là nổ rồi. Ôi, thế là bây giờ còn một bom với cả đúng còn một bảy rồi. Đúng không? Bảy ơi, mày là gì bảy? Là lúc cao. Lại là lúc ao. Thì lúc đầu em nói mà, lúc đầu là em lúc ao nhà anh Khôi nè, xong rồi thấy Nhiếm này, xong rồi thấy Bubu này, với lại anh Ben này. Đấy, em... thì em hỏi á, thì Nhiếm kêu qua nhà em. Đấy, thì bây em lúc hơi nghi ngờ. Em là bác sĩ điên. Ơ, nói từ round 1 rồi mà. Nhưng mà em legit rồi. Đúng, thằng Nhiếm legit rồi. Tại vì round vừa rồi em còn bị ăn đếp sẵn, xong còn đếp mà. Em cũng legit này. Cái mày là gì bố? Ừ. Em là lóc ao điên. Lại lúc nào? Này bố béo kêu là bullet mà. Lại nhận ngay từ đầu. Cái gì em kêu em bullet hồi nào? Em bảo là em lock out nhà anh Độ đầu tiên này. Xong anh nói, à, hỏi anh Độ có đi đâu không? Anh Độ bảo đi đi cứu ai ấy. Ủa mày bảo mày là bullet mà, xong hỏi tao có đi đâu không mà. Ờ, lock out thì sao thì ai được đi đâu bro. Đâu, mày bảo mày là bull. mày là bullet mà. Không phải bullet, ơ kìa anh nhầm quán trước rồi. Hồi nãy là có cái có cái combo là có sai là thua nhá.
Thế là nó rồi anh ơi. Thế là nó rồi. Chỉ có nó thôi à. Ôi, cái làng này. Suy nghĩ lại Ben ơi, thua. Không thì lại anh Ben. Hồi xong. Sao lại anh Ben, tao theo phe mày mà dẫn anh Ben. Biết đâu lòng tin của em tê tin người lắm. Ôi đúng mà. Mẹ nó là lúc ao thật mà nó còn đéo biết ạ. Trời ơi. What the fuck. Em khá khủng. Cái lên thế mày. Thế là anh Độ rồi. Không phải tao. Độ là anh Ben. Anh Độ sống lâu lắm. Trời ơi. Từ từ, thằng 7 nó bảo nó lúc ao fake à? Lúc ao điên à? Không, nó bảo lúc ao đó à. Chứ nó không có biết điên hay không à. Ừ, thì em lúc đầu em nói là em là lúc ao. Nhưng mà Nhiếm là qua nhà em. Em thấy Nhiếm qua nhà anh Khôi là em là lúc ao điên rồi. Cái thằng 7 này ảo ma cái Lazada lắm. Ủa, cái gì đây? Anh Ben. Không phải anh Nhiếm. Ui giời ơi. Chừng phải tin anh. Anh làm được Nhiếm ạ. Tính ra bây giờ còn một bơm. Ben tin Nhiếm xong Nhiếm chết luôn anh. Một sát thủ. Rồi kiểu gì em chả chết. Từ từ đã. Bây giờ Ben ơi. Bây giờ ai? Dạ. Ê, anh cứ lấy lòng tin em đi. Em nghe đấy. Nếu mà từ từ thôi. Mẹ. Tao được quyền quyết định mà. Ờ, em được quyền quyết định mà. Hai người cứ đối đáp nhau nhé. Ủa? Em biết em là gì mà. Trời ơi, nó nói như thế tao thì tao cũng biết tao là gì mà. Tao cũng biết tao là gì mà. Mà tao đang nghĩ là hai thằng mày ấy, hai thằng cuối thì bây giờ giết kiểu gì nó hợp lý này. Bên này nhưng mà tao giết mày thì thằng bom thắng, giết thằng 7 thì hả? Mọi người không nói chuyện với nhau à? Nói gì vậy? Bây giờ ai vote trước làm bố nè, em vote thằng 7. Ủa, bạn vote vậy, bạn quyết định mà, em vote trước làm bố hay sao? Tao vote thằng Ben. Ủa? Thôi. Ok. Sao lại thế nhờ, từ từ lỡ không đập. Ủa? Ủa? Thấy chưa Ben? Trong cái cuộc chiến này dân làng là vô dụng nhất mà. Sao lại vote em nhờ? Mỗi người một vote. Ủa? Là tôi anh Độ nổ bom đấy. Không phải tao là nổ bom. Tao đang nghi thằng Ben với thằng nổ bom này. Tại tao biết tao là gì mà. Ủa? Ben là nổ bom. Ben đâu Imposter à? Không, 7 mới là Imposter. Ủa? Tao biết tao là gì mà. Em là Imposter thì 7, tao anh Độ tao là nổ bom chứ. Điên. Đấy, tao ra rô luôn đấy. Không, mày là bom. Thằng 7 là Imposter. Thế à? Trời ơi. Ôi trời ơi. Thế thì 7 vừa là bom vừa là imposter rồi. Trời ơi, sao đi. Chúng mày bom rồi. Anh Độ ơi, 7 ơi, 7 vừa quyết định được thua sao ấy. Anh Độ thua sao ấy, nếu anh Độ là bom. Tại vì giết chết mà, giết trước sao không phải, dập bom trước. Nổ trước chứ. Nổ trước, nổ trước. Nổ trước. Em nhớ là giết trước. Nổ hay giết trước? Nổ mà, tao nhớ nổ trước mà. Nhớ nổ mà, nổ trong đêm đúng mà. Đúng rồi. Nổ trong đêm, nổ trong đêm. Ủa sao thế nổ? Nổ trong đêm mà. Ôi em bị bà giết trước à? Tao không thể nổ. Này thì nổ trước. Em này ơi. Ôi nó đéo giết, nó lại block tao ạ. Ôi thế hôm sau mày chết rồi, tao là trưởng làng mà. Ủa đồ trưởng làng hả? Ừ. Em đen lắm mày ơi. Đâu, một là em là đứng nguyên mà ta. Ủa, nhưng mà đến vote thì tao là trưởng làng, tao phải thắng chứ. Đúng rồi, nếu mà vote anh Độ thắng chứ, trưởng đúng, làng mà. Tao là trưởng làng mà. Không biết nữa, cái này mới. Ok. Cái gì đây? Ủa là sao nhờ? Thì đâu. Bảy phải giết rồi, bảy đừng có block nữa. Nhưng mà anh Độ giết anh không sao, block anh Độ chứ. Thì chắc chắn bảy thua rồi. Thì bảy thua rồi. Thì block gì là kéo dài thời gian à? Để coi cái này bấm giết coi như thế nào. Thế trò này trưởng làng có tác dụng đéo gì? Chính là nó vui mà chị được cho vui ở chỗ ai nữa. Ờ, nổ nhiều thế. Nổ nhiều thế. Nhiều plot twist nhờ.
Ui. Trời ơi. Ui, tính ra nãy bà... Ờ, cũng... À, khó chịu nha. Bà lóc có sao có một đứa đi game giết phụ mới được. Tại vì anh tính là anh đặt bom được 7 rồi, anh chưa đặt bom thằng Ben thì anh muốn giết 7 trước, tại vì anh nhớ là bom là hành động trước mà. Trời ơi. Anh bày cứ block thì đến Ben nẹt từ từ đi, Ben vuốt mình cái xác định luôn ạ. Địt mẹ của trưởng làng phế vãi lồn thề, đéo hiểu làm trưởng làng làm gì luôn ý. Trưởng làng vô dụng. Trời ơi. Nghề đi. Ok anh ơi. Đổi game đi. Ok anh ơi. Nghỉ thôi. Chắc chắn là thầy ổn nếp. Em hay à. Em cái này nguyên được rồi. Ôi lúc này mà ai bảy không trả thù là cũng nổ nguyên một làng luôn á, nhìn đẹp lắm luôn ấy. À thù chứ, nhìn thì thấy gì. Mày đặt được một phòng rồi á? Vâng, em đặt đúng người nào mà đặt nó không chết mà. Thì phải tao đặt người nào chết ở đấy luôn, cay vậy đấy á.